Tại hội thảo kinh tế chia sẻ trong Logistics, nhiều đại biểu nhìn nhận, tuy kinh tế Logistics đang chiếm đến 23% GDP của Việt Nam, tốc độ tăng trưởng Logistics và vận tải dự báo ở mức 15% cho đến năm 2025 là rất tiềm năng. Thế nhưng hiện nay, quy mô các doanh nghiệp của Việt Nam còn nhỏ, chỉ số cạnh tranh, tính hiệu quả trong ngành vận tải và Logistics còn chưa cao. Tỷ lệ xe chiều về sổng chiếm khoảng 70%. Từ đó làm tăng giá cước logistics và vận tải lên đến 30%. Nên hiện nay các cái sàn giao dịch vận tải hoặc là các cái kinh tế chia sẻ thông tin như các bạn biết thì hiện nay cũng đã rất là phổ biến và các doanh nghiệp chúng tôi cũng phải chạy theo, phải thích ứng. Rõ ràng là nếu cái hàng hóa chúng tôi vận chuyển đi mà chúng tôi có thông tin cho hàng về để vòng xe nó quay đầu ngay thì rõ ràng cái hiệu quả nó sẽ rất là tốt. Theo các chuyên gia, để giải quyết vấn đề xe chạy rỗng chiều về, rất nhiều các sàn giao dịch vận tải hiện nay phải tìm giải pháp giải quyết được các bài toán về lòng tin và rủi ro hàng hóa, bài toán mức giá cả thị trường, cách thức thanh toán công nợ. Thực tế thì để mà nắm được cái đó cho 100 xe, cho hàng nghìn chuyến hàng thì nó không hề dễ dàng. Và nếu mà mình chỉ có thể thống kê đơn giản là bằng con người thì cái việc mà xảy ra sai sót là cái chuyện mà chắc chắn là sẽ xảy ra. Thì chính vì như thế là sẽ phải có những cái giải pháp về phần mềm, sẽ phải có những cái ứng dụng để mà làm sao mình có thể nắm bắt được toàn bộ tất cả những con số đó và mình lại phải chia sẻ được những con số đó cho những cái đối tượng cần thiết. Cũng bên lề diễn đàn Logistics Việt Nam 2019 lần thứ 7 này, nhiều đại biểu còn thảo luận xung quanh các vấn đề về phát triển hành lang kinh tế đông tây, rủi ro pháp lý trong vận tải xuyên biên giới, tối ưu hóa logistics nông sản, xu hướng logistics 4.0.